chào tất cả các bạn. Thì đối với việc chăm sóc da cơ bản thì tất cả chúng ta không thể nào bỏ qua cái bước đó là thoa kem chống nắng, đúng không? Thì hôm nay Nguyễn Trân sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn biết đến một cái dòng kem chống nắng của công ty mỹ phẩm do The White Phương Anh. Đây, em. Đây là một em chống nắng có mang tên là Cream Lớp White của công ty mỹ phẩm do The White Phương Anh. Thì sản phẩm có tên là chống trắng da chống nắng. Thì mình sẽ review một cái em này cho và chia sẻ cho tất cả các bạn biết là thành phần và cái công dụng của sản phẩm như thế nào. Đây là một em chống nắng vật lý, còn gọi là chống nắng vô cơ, có chỉ số chống nắng là SPF 30 cộng. Trọng lượng của sản phẩm là 30 gram nha các bạn. Thì trong thành phần của chống nắng có nhiều khoáng chất, thì đó là khoáng chất là titanium dioxide và zinc oxide. Thì cái khoáng chất này sẽ liên kết tạo một cái lớp màng che chắn để bảo vệ da của mình dưới tia UVA và UVB. Và trong sản phẩm có một cái thành phần là bảo hòa da mình dưới những cái tác động do tiếp xúc với những cái, nói chung là da mình tiếp xúc với điện thoại nè, và tia, nói chung là tia ánh sáng của đèn LED, ánh sáng xanh. Thì cái thành phần của sản phẩm có thể là bảo hòa cho da mình. Và điều đặc biệt của sản phẩm được chiết xuất từ nha đam, có thể làm dịu da ngay tức thì khi mà da mình tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Và thêm một cái thành phần của sản phẩm đó là dầu jojoba, có thể giúp da mình cân bằng độ ẩm và cấp nước cho da, và có thể làm mềm da và duy trì những cái làn da mà đến tình trạng bị lão hóa da. Và thêm một điều đặc biệt, cream lớp white của sản phẩm này mang đến một cái làn da trắng hồng cho tất cả các tình trạng da mà chuẩn bị mà đến tuổi lão hóa. Và thêm một cái thành phần thảo dược của cream lớp white này có thể là làm một cái màng bảo vệ che chắn để không có thể, nói chung là bảo vệ không cho các tác hại xấu xâm nhập đến cái làn da của mình. Và thêm một cái nữa mình muốn chia sẻ cho các bạn nữa, thì sản phẩm này rất phù hợp cho đối với cái da các bạn nào mà nhờn. Và trong thành phần của sản phẩm này có một cái thành phần gọi là chống nước, khi mà các bạn, đối với những cái bạn nào mà thường hay đổ mồ hôi nhiều và các bạn có thể là đi dưới ánh nắng, khi mà tiếp xúc với nắng thì mồ hôi nó ra nhiều và nhờn nhiều, thì cái sản phẩm này rất là phù hợp cho các bạn đó, và phù hợp cho với những cái tình trạng da như mụn. Và khi các bạn đi tắm biển thì cái thành phần chống nước này có thể giúp các bạn có thể là bơi lội thoải mái hơn. Thêm một cái nữa là sản phẩm này chiết xuất nhiều cái thành phần thảo dược có thể là phù hợp với tất cả các làn da mà các bạn nhạy cảm, mà các bạn, những cái làn da của các bạn mà có thể mới vừa đi lăn kim hoặc laser, mình sẽ có thể là dùng cái sản phẩm này được luôn nha. Và thêm một cái nữa là sản phẩm chống nắng của cream lớp white này thì nó không quá là, tính chất không quá là đặc mà cũng không quá là lỏng. Đó, phù hợp cho mà cái bạn nào mà thích make up á, thì các bạn có thể là dùng cái sản phẩm chống nắng này, vừa chống nắng và có thể là dưỡng da, và mình có thể làm một cái lớp make up mà có thể là không cần tới cái lớp trang điểm nữa nha. Và các bạn lưu ý dùm cho mình, thì sản phẩm đối với chống nắng thì thường là các bạn sẽ thoa trước 20 đến 30 phút thì các bạn có thể mới có tác dụng khi các bạn đi ra ngoài nắng. Nhưng đối với cái sản phẩm cream lớp white của công ty mỹ phẩm này, các bạn có thể thoa và các bạn có thể trực tiếp khi mà mình, nói chung là nó có, sẽ có tác dụng ngay lập tức khi các bạn có thể ra ngoài nắng. Đó là một điều đặc biệt, nó sẽ chống được cái tia UVB cho các bạn hoàn toàn đến 97%. Đó, thì các bạn sở hữu ngay một cái em này. Và cái thêm một cái em chống nắng này là Nguyễn Trân rất là thích,
thích là như thế nào. Khi mình thoa lên da có cảm giác là không bị bết rít, không bị bết rít nha, và thẩm thấu rất là nhanh và làm mềm da, nuôi dưỡng tế bào. Và khi thoa lên có cảm giác rất là mát nha, thì các bạn nên sở hữu ngay một cái em này đi. Và mọi chi tiết các bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm thì các bạn có thể là liên hệ tới Nguyễn Trân. Và mình thêm chia sẻ một ít xíu về cái sản phẩm này cho các bạn nha. Thì các bạn khi mà các bạn dùng cái sản phẩm chống nắng, nói chung là không riêng về sản phẩm của cream Let's Way của công ty mỹ phẩm Giờ Đời Quay Phương Anh, mà tất cả các dòng chống nắng nào, khi các bạn trước khi các bạn thoa, các bạn cũng phải làm sạch da. Và sau khi các bạn thoa xong thì trong vòng khoảng 3 đến 4 tiếng sau thì các bạn sẽ thành làm sạch da và thoa lại một lần nữa cho mình, chứ không thể bôi từ sáng tới chiều cho mình. Một cái lưu ý khi mình sử dụng chống nắng nha. Và thêm một cái nữa các bạn, khi mà các bạn sử dụng chống nắng thì các bạn có thể lót một lớp serum hoặc một lớp kem dưỡng trước cho mình. Đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ và đã được review một cái sản phẩm, một cái em cream Let's Way của công ty mỹ phẩm Giờ Đời Quay Phương Anh. Đối với một cái lọ như thế này, các bạn nhìn nó rất là sang trọng và sản phẩm nó quá là nhiều khoáng chất ở trong cái lọ như thế này. Thì các bạn ngần ngại gì nữa mà không sở hữu ngay một cái em này về mình sử dụng trong thời tiết hiện tại. Bây giờ mình sẽ mở ra và mình có thể là thoa trực tiếp trên da cho các bạn xem cái tính chất của kem như thế nào nha. Đây, nó không quá là lỏng mà cũng không quá là đặc, nó một cái dạng lotion như thế này. Nó rất là mát nha. Đây, mình sẽ chấm thử lên da cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ chấm nha. Ôi, chấm tới đâu nó rất là mát nha các bạn. Rất là mát. Mà điều đặc biệt đây mình sẽ thoa nè, không bao giờ bết rít, mà thoa xong là các bạn cảm giác là nó sẽ thẩm thấu vào da liền. Rất phù hợp cho các bạn nào mà da mà có nhiều nhờn nè. Và đây, mình sẽ chấm đều cho nha. Thì các bạn khi sử dụng chống nắng thì các bạn cũng biết mà, mình lấy một cái lượng phải vừa đủ, vừa đủ, không quá ít nha. Nếu mà các bạn dùng ít quá thì cái độ mà màng bảo vệ của cái sản phẩm á, nó bị thiếu đi, thì mình phải lấy đủ, mình phải chấm ra 5 điểm, rồi bắt đầu các bạn sẽ tán ra. Còn cái này mình sẽ chấm sơ lược cho các bạn thấy thôi nha. Đó, thì chống nắng vật lý này nó giống như một cái màng bảo vệ che chắn của mình khi mà tiếp xúc ánh nắng trực tiếp vào da của mình. Đó, thấy chưa, rất là mát, rất là dịu da. Nếu mà các bạn nào kỹ thì các bạn có thể là thoa trước khoảng 15 đến 20 phút rồi sau đó mình đi ra nắng cũng được. Hoặc là cái nói chung là sản phẩm này mình thoa và mình có thể là ra ngay lập tức, nó cũng có tác dụng ngay lập tức cho mình nha. Bây giờ mình sẽ vỗ đều các bạn xem nha, không hề bết rít. Đây, mình sẽ bôi lại bắt đầu và mình sẽ cho các bạn xem có dính trên tay không nha. Không hề dính nha. Đây, không hề dính kem. Kem rất là thẩm thấu rất là nhanh, có một cái tính chất dầu khoáng rất là căng bóng da. Thì mọi chi tiết biết thêm thông tin về sản phẩm thì các bạn có thể là kết bạn Zalo qua số điện thoại của mình là 0947892311 để biết thêm thông tin về sản phẩm. Và các bạn nào mà yêu thích thì các bạn có thể là đăng ký và có thể là comment phía dưới mình nha. Và thì mình sẽ làm thêm nhiều cái video chia sẻ cho tất cả các bạn và biết đến thêm nhiều cái sản phẩm của công ty mỹ phẩm Giờ Đời Quay Phương Anh, có rất là nhiều dòng dưỡng nha. Chào tất cả các bạn.